À, xin chào các bạn, trước mặt tôi đây là một ca lâm sàng của bạn nhỏ, năm nay đã 9 tuổi rồi. Con tên là gì nhỉ? Năm nay con 9 tuổi đúng không? Thì hiện tại thì bạn ấy quay lại để tái khám định kỳ sau một thời gian bạn ấy làm chủ thép, đến thời điểm năm nay là bạn làm chủ thép được tầm khoảng 2 năm rưỡi 3 năm rồi. Sau đây thì các bạn có thể xem ở trên miệng của bạn ấy xem những cái chủ thép hiện tại nó như thế nào. Cái chủ thép bạn làm cách đây khoảng thời gian là 2 năm 3 năm rồi. Hiện tại thì năm nay bạn ấy 9 tuổi rồi nhưng cái chủ thép này rất là tốt. Đấy, và cũng sắp đến tuổi thay những cái chủ thép này rồi. Đấy, nhưng hiện tại thì các bạn nhìn thấy ở trên miệng thì không bị viêm nhiễm gì. Cái thứ hai là những cái chủ thép nó đang còn rất là khít sát, nó không ảnh hưởng gì cả, nên là nhiều bố mẹ là chưa dám làm chủ thép cho con. Thì đây là một cái đặc trưng này, có nghĩa là bạn này là rất đặc thù luôn, có nghĩa là bạn làm chủ thép ăn nhai rất là tốt và rất là bền ở trên miệng của các bạn nhỏ, không có ảnh hưởng gì cả. Đấy. Và mẹ rất là chăm sóc răng miệng rất là tốt cho con, và đến tái khám định kỳ 2-3 tháng một lần, sau đấy là bôi cái microlo 3-6 tháng một lần cho con. Đây là một chăm sóc răng miệng rất là tốt cho con.